Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của chương trình Miền Đông 24 giờ. Chương trình được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV1, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Kính thưa quý vị, nhiều gia đình có thói quen bật tivi cho trẻ xem hoạt hình hoặc là quảng cáo khi ăn cơm để dụ trẻ ăn nhiều hơn. Tuy nhiên, thói quen này lại không hề tốt cho sức khỏe cũng như sự phát triển của trẻ. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân vì sao trong phần sau của chương trình quý vị nha. Còn bây giờ Ngọc Luân xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ tư, ngày 29 tháng 8. Cảnh sát dùng chó nghiệp vụ vây bắt tên cướp trốn trong đám lau sậy 20 hecta. Bắt giữ nam thanh niên đột nhập nhà dân trộm tài sản, hiếp dâm con gái chủ nhà. Đồng Nai bắt khẩn cấp người phụ nữ đi xe ga trộm túi sách của cô bán rau. Mỹ Tâm trở thành ca sĩ Đông Nam Á đầu tiên tổ chức concert riêng tại sân vận động Hàn Quốc. Kính thưa quý vị, trong diễn biến mới nhất của tình hình triệt phá nạn kinh doanh thịt bẩn lừa dối người tiêu dùng, lực lượng chức năng huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vừa tiến hành kiểm tra việc luộc chín gần 200 kg thịt heo bệnh bốc mùi hôi thối được phát hiện trong một lò mổ lậu. Kính thưa quý vị, quả là một vụ việc đáng lo ngại bởi vấn nạn lén lút giết mổ và mua bán thịt bẩn luôn là nỗi lo lắng hàng đầu của những người nội trợ. Và theo ngành y tế, thịt heo bệnh, heo bẩn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rất lớn cho sức khỏe của người tiêu dùng, thậm chí là tử vong. Đây là hành vi đáng lên án, rất cần xử lý nghiêm. Trước đó khoảng 15 giờ 30 phút chiều, nhận được tin báo của người dân, đội kiểm tra thú y kiểm dịch động vật huyện Thống Nhất đã đột nhập kiểm tra lò mổ heo chết, heo bệnh của ông Tống Thành Công, sinh năm 1991, ngụ ấp Phúc Nhạc 1, Gia Tân 3, phát hiện một số công nhân đang giết mổ một con heo có trọng lượng khoảng 50 kg, toàn thân tím tái, có dấu hiệu dịch bệnh. Tiếp tục kiểm tra các tủ đông gần đó, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm gần 150 kg thịt heo, đầu heo, nội tạng đã ngả màu bốc mùi hôi thối, đang được ướp đá chờ mang đi tiêu thụ. Ông Công khai nhận mua bán heo chết heo bệnh ở các trang trại nuôi heo trên địa bàn huyện Thống Nhất, sau đó bán cho các trại nuôi cá sấu từ nhiều tháng nay. Ông Công cũng không có bất kỳ giấy tờ liên quan nào đến việc giết mổ, nên đã bị lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, luộc chín và tiêu hủy số thịt bẩn này. Là một cán bộ công an, lẽ ra phải gương mẫu và tuân theo pháp luật cũng như giúp đỡ nhân dân. Đằng này, một đối tượng tại tỉnh Đắk Lắk đã lợi dụng chức vụ này lừa đảo hàng loạt nạn nhân với số tiền hàng chục tỷ đồng. Và liên quan đến vụ việc gây xôn xao dư luận này, vào sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Y Tuyến Cờ Sơ, nguyên là thượng tá, nguyên phó trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk về tội lừa đảo. Theo cáo trạng, Y Tuyến Cờ Sơ trải qua các chức vụ như phó trưởng phòng kỹ thuật nghiệp vụ BA71, rồi phó trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội BC64 thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk. Trong thời gian nói trên, Cờ Sơ nói với nhiều người là bản thân có quen biết với lãnh đạo Bộ Công an, có khả năng xin cho con em họ vào học tại các trường của ngành công an, vào công tác trong ngành công an và xin chuyển công tác từ đơn vị này đến đơn vị khác. Với thủ đoạn đó, đối tượng này đã chiếm đoạt của gần 70 người ở các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai với tổng số tiền chiếm đoạt trên 24 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Riêng các hồ sơ liên quan đến xin việc làm, xin đi học, sau đó đã bị đối tượng này tiêu hủy hết. Kính thưa quý vị, sau 9 giờ truy lùng khắp khu đất rộng hơn 20 hecta, đến 21 giờ khuya qua 28 tháng 8, lực lượng công an phải sử dụng khoảng 10 chó nghiệp vụ mới bắt được đối tượng cướp xe ôm đang lẫn trốn trong cánh đồng cỏ sậy gần khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi vụ việc kịch tính như phim hành động này. Vào khoảng 11 giờ 30 trưa, nhận được tin báo một tài xế xe ôm GrabBike chở khách từ Thủ Đức đến đường D15 trong khu công nghệ cao thuộc phường Tăng Nhân Phú B, quận 9 thì bị vị khách ngồi phía sau dùng roi điện khống chế cướp xe. Nạn nhân L, sinh năm 1990, quê Nghệ An, hoảng hốt gạt tay khiến chiếc roi điện rơi xuống đường và tri hô cướp, cướp, khiến đối tượng chưa kịp lấy xe mà chạy bộ vào đám cỏ sậy trốn, rộng hàng chục hecta. Bảo vệ của khu công nghệ cao cùng công an phường và quận, dân quân, dân phòng đến phong tỏa khu vực không cho đối tượng có cơ hội tẩu thoát. Do đám cỏ sậy rậm rạp, cao quá đầu người nên việc truy tìm kẻ cướp gặp rất nhiều khó khăn, phải dùng đến xe Jeep và xe tải hỗ trợ nhưng vẫn không tìm thấy đối tượng. Đến 5 giờ chiều qua, công an quận 9 đã huy động thêm 40 cán bộ chiến sĩ của lực lượng trung đoàn cảnh sát cơ động và 10 chú chó nghiệp vụ đến hiện trường. Nhưng phải đến hơn 9 giờ đêm qua, chó nghiệp vụ mới phát hiện đối tượng đang trốn dưới lớp cỏ sậy dày đặc. Đối tượng khai tên Đồng, 21 tuổi, quê Khánh Hòa, hiện đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ. Không chỉ đột nhập vào nhà dân vào lúc rạng sáng để trộm cướp tài sản, đối tượng Huỳnh Văn Thọ, 29 tuổi, ngụ ở phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự còn nổi máu tà dâm thực hiện hành vi đồi bại đối với nữ gia chủ trẻ tuổi. Thế nhưng đối tượng nguy hiểm này đã bị bắt giữ ngay sau đó.
Vụ việc đáng sợ xảy ra vào lúc gần 2 giờ sáng ngày 28 tháng 8. Đối tượng thò đột nhập vào nhà của một người dân ở khóm An Thành A, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự để trộm cắp tài sản. Sau khi vào nhà, đối tượng đi vào nhà bếp lấy một con dao để thủ thân nếu bị người trong nhà phát hiện. Sau đó thò lên lầu phát hiện chị T, 22 tuổi, đang trong phòng ngủ nên dùng dao khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó nạn nhân chạy thoát ra ngoài, gọi điện báo công an đến bắt được thò. Đến khoảng rạng sáng nay, lực lượng chức năng Bình Thuận mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ án mạng do bị chửi là trộm gà, là một người bị đâm chết, một người bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 tối qua tại thôn Cây Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, khi Nguyễn Văn Bảo, 26 tuổi, đang ngồi bên vệ đường thì bị ông Lâm Hòa Cung, 44 tuổi, ngụ cùng thôn Cây Gà từ trong nhà bước ra chửi Bảo là trộm gà. Bất ngờ Bảo dùng dao đâm hai nhát làm ông Cung chết tại chỗ. Người nhà nạn nhân sau khi phát hiện vụ việc đã đánh Bảo bị thương, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận trong tình trạng nguy kịch. Tiếp tục là một thông tin vô cùng thú vị. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước vừa tổ chức lễ công bố quyết định bảo vật quốc gia đàn đá Lộc Hòa. Đây là hiện vật đầu tiên của tỉnh Bình Phước được công nhận là bảo vật quốc gia với tuổi đời hàng ngàn năm tuổi, khi được phát hiện đã gây xôn xao dư luận. Đàn đá Lộc Hòa được xác định có niên đại hơn 3.000 năm tuổi do ông Bùi Hữu Triều ở ấp 8 xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh phát hiện năm 1996 trong khi canh tác vườn nhà. Bảo tàng tỉnh Bình Phước đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh nhanh chóng xây dựng các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bảo vật nhằm giới thiệu quảng bá giá trị bảo vật quốc gia đến du khách trong và ngoài nước để xứng tầm với danh hiệu một bảo vật quốc gia rất đáng tự hào của người miền Đông. Kính thưa quý vị, mở đầu câu chuyện hiệp sĩ hôm nay sẽ là một câu chuyện nóng và cũng là một bài học cảnh giác đắt giá cho các chị em phụ nữ. Hai ngày trước, đội hiệp sĩ Bình Dương Nguyễn Thanh Hải nhận được tin cầu cứu từ chị H, 26 tuổi, quê Ninh Thuận, tạm trú thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, về việc bị một người thanh niên quen qua mạng xã hội lừa lấy đi chiếc xe Vision màu đỏ đen rồi bỏ trốn, nên quyết định lần theo dấu vết nhằm giúp nạn nhân. Cuộc lần theo dấu vết đối tượng này rất kịch tính từ Bình Dương vào tận thành phố Hồ Chí Minh và hé lộ ra nhiều nạn nhân nữ khác cũng từng bị hắn lừa với thủ đoạn tương tự. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Nạn nhân kể quen qua mạng xã hội một nam thanh niên tên Minh Tài, quê ở Bến Cát. Sau hơn một tháng nói chuyện thì Tài đến phòng trọ chị T chơi. Ngày 24 tháng 8, Tài chủ động mượn xe máy biển số 85H105941 của chị để đi rước bạn, rồi tắt máy bỏ trốn. Vào 9 giờ sáng qua, các hiệp sĩ phát hiện đối tượng như miêu tả của chị H đang đi xe Future biển số 52U57310 nên bám theo nhiều giờ liên tục đến tận công viên Lê Thị Riêng, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đối tượng này đang thỏa thuận mua bán xe đang đi với một đối tượng khác, thì các hiệp sĩ xuất hiện mời về công an phường 15, quận 10 để làm việc, còn đối tượng mua xe gian đã nhanh chân bỏ trốn. Đối tượng khai tên Nguyễn Văn Tài, 22 tuổi, quê Bến Cát, thừa nhận đã lấy chiếc xe Vision của chị H và bán lấy tiền tiêu xài. Còn chiếc xe Future biển số 52U57310 cũng mới lừa lấy của chị N, 25 tuổi, tạm trú phường 10, đang trên đường đem đi bán thì bị phát hiện. Trước đó, hắn cũng từng lừa lấy xe của người con gái khác. Được biết đối tượng chuyên lừa phụ nữ nhẹ dạ này rất sang chảnh, thuê ở trong một khách sạn ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh và từng chịu án 9 tháng tù giam ở trại Bố Lá về tội chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị, liên quan đến đoạn clip cô gái xinh đẹp đi xe sang nhưng lén lút trộm giỏ sách của chị bán rau trên lề đường mà ống kính camera đã kịp thời chuyển đến quý khán giả gây phẫn nộ dư luận. Vào chiều qua 28 tháng 8, đại diện lãnh đạo phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa tạm giữ và bàn giao đối tượng Trương Thị Liễu, 35 tuổi, ngụ phường Tân Hòa cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cô gái đi xe tay ga màu trắng. Khi đến chợ Hòa Bình, phường Tân Hòa, thì phát hiện người phụ nữ bán rau củ bên đường đang chăm chú lựa hàng. Kế bên có túi sách nên áp sát trộm túi sách rồi tẩu thoát. Toàn bộ sự việc được camera an ninh khu vực ghi lại. Vào cuộc xác minh, công an xác định sự việc xảy ra vào chiều 25 tháng 8. Nạn nhân là bà Bùi Thị Thu Hà, ngụ địa phương, bị đối tượng Liễu ra tay ăn trộm giỏ sách bên trong có hơn 6 triệu đồng và điện thoại di động. Vào hôm qua, tổ tuần tra công an phường Tân Hòa đã phát hiện đối tượng Trương Thị Liễu có những đặc điểm như đối tượng trong clip nên đưa về trụ sở làm việc. Bước đầu, Liễu đã thừa nhận hành vi của mình và bị thu giữ tang vật, lập hồ sơ chuyển giao đối tượng cho công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra xử lý. Thưa quý vị, giá trị tài sản có thể không lớn nhưng nhiều người đi xe sang vẫn tham lam lén lút trộm cắp. Những tưởng hành vi của mình không bị ai phát hiện, thế nhưng ngày nay camera an ninh có khắp nơi nên hành vi xấu xa như các tình huống sau đây khó lòng che giấu. Hình ảnh ghi lại vào lúc khoảng 3 giờ sáng ngày 23 tháng 8, trước nhà một người dân trên đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, khi đôi nam nữ này chở nhau trên xe máy đi gỡ các bóng đèn chưa rõ để làm gì. Còn đây là hình ảnh người đàn ông ăn mặc lịch sự đi xe sang, xin vào xưởng cơ khí trú mưa nhưng lén lút lấy khóa cờ lê rồi nhanh chân tẩu thoát.
Và thưa quý vị, có thể giá trị tài sản bị trộm cắp là không lớn, nhưng hành vi này rất đáng lên án. Thế nhưng ông bà ta bảo rằng ăn cắp quen tay, nên từ thói quen xấu này có thể chuyển thành hành vi nguy hiểm hơn, tự đưa mình vào con đường tù tội. Thưa quý vị, trên mạng vừa xuất hiện một đoạn clip quay cảnh cô chủ tật nguyền được chú chó trung thành kéo xe chở đi khắp thành phố Tuyên Quang, gây xúc động cho mọi người. Hiện đoạn clip này đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận về tình bạn đẹp giữa cô chủ có hoàn cảnh không may mắn và một chú chó trung thành. Đoạn clip dài hơn một phút được ghi lại trên đường phố tỉnh Tuyên Quang. Cô chủ tật nguyền có vẻ rất vui và tự hào khi được chú chó cưng to lớn kéo xe dạo khắp nơi trong thành phố. Nhìn chú chó lông vàng rất khỏe mạnh, có xoáy lưng, nhiều người nhận định đây có thể là giống chó Phú Quốc cực kỳ siêng năng và trung thành. Và hiện clip này vẫn đang được chia sẻ mạnh từ cư dân mạng. Nhiều người cũng rất tò mò về danh tính và câu chuyện tình cảm đặc biệt giữa cô chủ và chú chó trung thành khiến ai cũng nghẹn ngào cảm xúc này. Thưa quý vị, sau thông tin nghệ sĩ gạo cội Lê Bình mắc bệnh ung thư được chia sẻ, đông đảo đồng nghiệp, khán giả đã cùng chung tay hỗ trợ vật chất cũng như dành nhiều sự quan tâm đến tình hình sức khỏe của ông. Và sau hơn 3 tháng điều trị, mới đây nghệ sĩ Lê Bình đã vui mừng thông báo sự khởi sắc về bệnh tình đến người hâm mộ. Mới đây, nghệ sĩ Lê Bình đã chính thức báo tin vui với đồng nghiệp và người hâm mộ về việc khởi sắc căn bệnh của mình. Theo đó, bệnh viện đã cho ông xuất viện để về dưỡng bệnh tại nhà, chờ 20 ngày sau mới tiếp tục tái khám điều trị. Nhân dịp này, Lê Bình cũng tự quay một đoạn clip để nói lời cảm ơn với những ai quan tâm đến anh trong suốt thời gian qua. Anh gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả bạn bè đồng nghiệp và những người hâm mộ đã bên cạnh anh lúc khó khăn. Chính điều này đã làm anh có thêm động lực và tinh thần để chiến đấu với căn bệnh ngặt nghèo. Những anh em đồng nghiệp, những người khán giả, những em, những cháu, những người bạn ở xa là khán giả không biết mặt hay là không biết mặt, nhưng mà vẫn dành cho Lê Bình những tình cảm ưu ái. Thưa quý vị, nhắc đến Mỹ Tâm, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hàng loạt những kỷ lục mà cô có được trong suốt gần 20 năm ca hát. Từ những giải thưởng danh giá trong và ngoài nước, đến những lần xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật đẳng cấp trong khu vực và quốc tế. Và sắp tới đây, cô sẽ tiếp tục lập nên dấu ấn mới cho mình. Mỹ Tâm sẽ là nghệ sĩ Đông Nam Á đầu tiên tổ chức live show cá nhân tại Hàn Quốc và thông tin này đã làm cho nhiều khán giả vô cùng mong chờ. Video clip mới nhất Mỹ Tâm cho biết cô đang gấp rút chuẩn bị cho đêm live show đầu tiên tại Hàn Quốc. Đêm nhạc mang tên Mối tình đầu Mỹ Tâm One ST diễn ra vào ngày 15 tháng 9 tới. Địa điểm được chọn là sân vận động Jangchun ở trong Daemun, Hàn Quốc với quy mô dự kiến lên tới 8.000 khán giả. Đây cũng là nơi từng diễn ra những buổi concert của hàng loạt các tên tuổi lớn như Jorun của Big Bang, Jimmy Ray, A-Pink, Kim Jong-soo và cũng là trường quay cho các sự kiện âm nhạc lớn của các đài truyền hình hàng đầu xứ Kim Chi như KBS, MBS, SBS. Đầu tiên là Tâm sẽ có buổi biểu diễn vào ngày 2 tháng 9. Sau đó Tâm sẽ có buổi biểu diễn tại Seoul vào ngày 9 tháng 9, chương trình của MBC. Tiếp theo đó sẽ là ngày 14 tháng 9 và đặc biệt nhất là concert đầu tiên của Mỹ Tâm tại Seoul vào ngày 15 tháng 9. Tâm rất là mong sẽ được gặp gỡ tất cả quý vị và các bạn vào trong những chương trình sắp tới của mình. Để tổ chức được live concert tại đây, một nghệ sĩ phải đáp ứng các điều kiện quy định khắt khe về mức độ phủ sóng trong khu vực cũng như nguồn lực về tài chính. Vì thế, tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ Tâm là nghệ sĩ Đông Nam Á đầu tiên được thực hiện điều không tưởng này ngay trên đất khách quê người. Chương trình cũng là món quà Mỹ Tâm muốn tặng riêng cho cộng đồng kiều bào người Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc với thông điệp trao yêu thương, kết nối cảm xúc và ngọn lửa ý chí. Hãy sống hết mình bằng niềm tự hào dân tộc nơi xứ người. Thưa quý vị khán giả, để trẻ ngoan ngoãn ngồi yên ăn hết một bữa cơm là điều không dễ. Lúc này TV hay các món đồ công nghệ sẽ phát huy tác dụng giữ trẻ một cách thần kỳ. Và các bé khi được cho xem TV hay chơi iPad, điện thoại đều rất thích thú và dành tất cả sự tập trung cho chúng thay vì bữa ăn của mình. Và lúc này, việc phụ huynh cho ăn món gì đã không còn quan trọng với trẻ. Cách cho con ăn thời hiện đại này được rất nhiều bậc phụ huynh áp dụng, đặc biệt là các gia đình trẻ là công nhân hay nhân viên văn phòng, vừa đi làm cả ngày, vừa phải chăm con. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là thói quen vô cùng nguy hại đối với trẻ em. TV, điện thoại, máy tính bảng. Những thiết bị công nghệ này đang trở thành một phần trong cuộc sống hiện đại. Chúng can thiệp đến hầu hết các hoạt động đời sống, từ làm việc đến thư giãn. Thậm chí là ngay cả trong những bữa ăn của con trẻ. Không được xem TV hay nghịch điện thoại thì trẻ nhất quyết không ăn. Câu chuyện ngán ngẩm này từ lâu đã trở thành nỗi đau đầu của các bậc phụ huynh. Như vậy thì cũng không tốt. Ăn thì để cho các em đầu óc nó thoáng hơn, có thể vui chơi hay là cho các em đi nhẹ nhàng đi bộ. Để ăn thì cái hệ tiêu hóa sẽ tốt hơn. Với quan điểm ăn no chóng lớn, nhiều phụ huynh nhầm tưởng rằng thu hút trẻ bằng các chương trình truyền hình sẽ khiến trẻ ăn ngoan, ăn nhanh. Việc ăn nhiều đồng nghĩa với việc hấp thu tốt.
Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của người lớn, khi xem TV, trẻ sẽ bị sao nhãng, nhai không kỹ và cũng không ý thức được bụng đã no do tất cả sự chú ý đã tập trung vào các chương trình. Điều này là rất có hại. Đơn cử là trường hợp cháu Vương Minh Thu Hà, 8 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện do liên tục kêu đau bụng, ăn vào là nôn trớ. Sau khi được xét nghiệm và thăm khám, bác sĩ cho biết cháu bị viêm toàn bộ niêm mạc dạ dày do thói quen vừa ăn vừa xem TV. Ta tự động ta tạo cho trẻ một cái phản xạ có điều kiện mà nó không tốt như vậy. Trong khi tập ăn uống đúng giờ, sinh hoạt nghỉ ngơi đúng giờ là nó tốt hơn. Và cái thứ hai, trong khi mà chúng ta thấy chúng ta ăn như vậy đó, thì là cái hệ tiêu hóa chúng ta là nó cần máu dồn tới để nuôi, để nó hoạt động tốt nhất, để ăn tiết dịch tiêu hóa hơn, ăn ngon miệng, xử lý hệ tiêu hóa, hấp thu thức ăn dưỡng chất tốt nhất. Thì khi mà trẻ bị phân tâm với hai chuyện, nó chơi, nó thích cái game, rồi nó coi TV, rồi dụ ăn, rồi nó làm cho cái hoạt động của hệ tiêu hóa bị rối loạn. Chơi iPad hay xem TV trong lúc ăn sẽ khiến quá trình tiêu hóa không được lưu thông, thức ăn bị ứ trệ, khiến cho dạ dày phát tiết nhiều axit để tiêu hóa thức ăn. Việc tích dịch axit quá mức sẽ ăn mòn niêm mạc dạ dày, lâu dần đã tới viêm loét dạ dày, tá tràng. Không những thế, hành động trên có thể dẫn đến khó tiêu, không tiết men cho trẻ tiêu hóa. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ suy dinh dưỡng. Phải có game, có vi tính, có phim, chuyện gì đó coi rồi mới dụ cho ăn, thì nó giống như là một cái cách huấn luyện nó sai, nó làm cho hệ tiêu hóa hoạt động bị đảo lộn, là gây nên những cái cơn đau viêm loét dạ dày, những cái chứng là nôn ói, trào ngược, vân vân. Nó có liên quan rất là cao với lúc lớn tuổi trưởng thành bị bệnh gan nhiễm mỡ và bị tiểu đường, đó nghiên cứu đã có rồi. Chứ không phải chỉ có cái hệ tiêu hóa không, là ảnh hưởng cái gan, ảnh hưởng tiểu đường vậy sao? Thì đó là những cái tai hại có thể thấy rõ trước mắt cái việc mà cho cái trẻ mà vừa ăn vừa xem TV, iPad vân vân là nó không có tốt. Bên cạnh đó, khi xem chương trình, trẻ sẽ có thói quen ăn vặt như bánh, kẹo, nước có ga, làm ức chế sự tạo thành chất nhầy bảo vệ dạ dày, kích thích dạ dày tăng tiết nhiều axit dịch vị, làm tăng khả năng gây tổn thương niêm mạc dạ dày. Trẻ bị đau bụng thất thường, đau lan tỏa hoặc quanh rốn, có thể gây nôn, buồn nôn, biếng ăn, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng khó tiêu. Trong trường hợp nặng, trẻ có thể nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen thiếu máu. Khi gặp những biểu hiện trên ở trẻ, phải nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để thăm khám. Tới giờ ăn cơm đúng mọi người thì trẻ ăn chung với mọi người, giống như cái môi trường chung, để mặc vào không khí gia đình, không khí nhiều người cùng ăn. Hết giờ thì tối đa một bữa ăn cơm thì chúng ta chỉ chờ trẻ trong vòng 30-45 phút, xong sau đó chúng ta dọn dẹp, không sợ trẻ đói, hãy để trẻ ăn và giải trí theo đúng nhu cầu, không dụ bằng những nào, không tạo những bạn già có điều kiện. Chúng ta thấy chúng ta tạo được cái cảm giác yên tâm cho chúng ta, nhưng mà đôi khi ta làm hại trẻ, ta tạo những phản xạ có điều kiện cho trẻ không tốt về sau, hay là có thể ảnh hưởng những cái vấn đề về tiêu hóa, gan mật vân vân như tôi đã trình bày ở phần đầu. Dạy trẻ ăn chậm, nhai kỹ, không để con kéo dài bữa ăn quá 30 phút. Tập cho trẻ thói quen ăn cùng ba mẹ, để con noi theo cách ăn uống của ba mẹ. Không tập cho trẻ thói quen phụ thuộc vào đồ công nghệ trong bữa ăn. Có rất nhiều cách giúp trẻ ăn ngon, đừng hại con bằng cách cho trẻ vừa ăn vừa dùng đồ công nghệ. Hãy là những ông bố ba mẹ thông minh để con có bữa ăn ngon, đúng cách, hỗ trợ sự phát triển toàn diện. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Những thông tin phản ánh xin quý vị gọi đến số điện thoại đường dây nóng 0898 45 4244. Ngoài ra, để xem lại chương trình, quý vị cũng có thể truy cập trang Facebook Miền Đông 24 giờ. Còn bây giờ, Minh Phương và Ngọc Luân xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai cũng trong khung giờ này trên kênh BTV1, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương.